bà tẹt tông là phú phú thiên ngạ cam cá là phú chẳng bạch đai tẹt tông đường nóng phú xong miền sáng tới căn bò còn thích quạt trắng đang phò miền đai tìm mũi ta nóng đi bọc bàn hay hay prà prà tới sala là phú miền rồng chẳng bạch đai bà hay miền chẳng bạch đai càng nghe cục cồn chẳng bạch bà bà chăn chim rán bà chăn chim rán nước bông sậy chăn sô pha văn bà 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 lúc ấy đầm ở đây ông bà sợ chân chúng là để sạp chuột chúng mồi nó vật nó lúc miền bay tệ sau mà nó rỉ rỉ chui ở vật thom còn trơ nước non bị thi ở vây xin xin trong óc tươi tha lúc miền sẽ cái chập ở rầm chân nhưng mà này thật nhưng xong trời o chúng mồi nó có sạp sự thi ở bọc lô là nước chúng bạn ai thì thi chúng mồi bắt cung chợ đi ca trong cho cái nạc cam ca lộ chá cô lục xâm lại nơi tì cái lây nà mùi xóm cô để miền tực phóng nốt nà bây bà đò sắc xa nó sắc phong nông phật xóm phong xin bà xong miền sẽ thấy thấy ồ giang lăng là bà 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 hay bố chăm xong phía chuộp tí giờ có lo mó vọt dương miền tực bà cực cơn tí bố ơ bánh hà tức này cơn thà mần bàn chìa tức lo xa tí quạt khám là khai prang nô ខែប្រាំងបើសោះលោកជួយអញ្ចឹងហើយទឹកស្រះវាបាទបាទបាទបាទខែប្រាំងខែភាសាអត់អីទេខែភាសាយើងមានទឹកទៀងអាចប្រាប់បានបើទឹកស្រះស្អុយដែរនឹងបងតពីថ្ងៃឬមកតអត់សងហ្នឹងស្អុយលើហ្នឹងគណៈខ្ញុំប្រាប់ដែរថាមានទឹកស្រះដែរធ្វើតាមពីសម័យលពូមកគឿនប៉ុន្តែស្រះហ្នឹងបានខូចលុបផ្លាស់ទៅហើយប្រាក់អត់កើតទេបាទបាទអញ្ចឹងទេគឺ នឹងបងបងជ្រាបខ្ញុំបានមកជួបផ្ទាល់ចឹងហើយនេះរឿងដងហើយខ្ញុំបានជ្រាបហើយថាដងយើងបុកតម្លៃបែរជាចង់មកជាង1000ដុល្លារហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនហើយយើងធ្វើអាងមិញក៏បានពិតប្រកបប្រអមដែរឲ្យបានដឹងថាអាងនេះធ្វើភ្លោះកំពស់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងទាន់បុកដងអញ្ចឹងសិនដែរបានយើងធ្វើគម្រោងហើយគាត់ថាចាក់គឺក្រោមមានតម្លៃដល់ទៅ180 80ដុល្លារបាទហើយធ្វើអាងទៀតនឹងជាប្រមាណប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែ